ngành, giải nhất hội thi các huyện. 14 tỉnh ủy về phát triển du lịch Hậu Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Trên cơ sở tiềm năng và thế mạnh của huyện nhà, nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ huyện Châu Thành A lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra 3 nhiệm vụ đột phá, trong đó là nhấn mạnh phát triển du lịch nông nghiệp và du lịch cộng đồng. Vậy vai trò vị trí của ngành du lịch trong tổng thể nền kinh tế tỉnh nhà như thế nào, tiềm năng và lợi thế để phát triển du lịch ra sao, con đường nào dẫn đến ngành công nghiệp không khói này, và để phát triển du lịch của tỉnh Hậu Giang nói chung và Châu Thành A nói riêng, chúng ta cần làm gì? Đó là những vấn đề đặt ra cần có câu trả lời xác đáng. Và hôm nay tôi xin giới thiệu với các đồng chí chuyên đề du lịch Hậu Giang thực trạng và một số giải pháp. Thông qua chủ đề này, chúng ta có cái nhìn tổng thể và định hướng sát hợp để phát triển du lịch của tỉnh Hậu Giang nói chung và Châu Thành A nói riêng trong thời gian tới. Với chủ đề này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 4 vấn đề. Thứ nhất là vai trò của du lịch trong đời sống xã hội. Thứ hai là tiềm năng phát triển du lịch của tỉnh Hậu Giang. Thứ ba là khó khăn hạn chế thời gian qua. Và thứ tư là nhiệm vụ giải pháp thời gian tới. Đi vào vấn đề đầu tiên, vai trò của du lịch trong đời sống xã hội. Kính thưa các đồng chí, trong những năm qua và có thể trong rất nhiều năm tới, du lịch tiếp tục đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của mỗi quốc gia, mỗi khu vực và mỗi vùng miền. Vì sao vậy? Thứ nhất, du lịch là nhu cầu không thể thiếu và rất phổ biến trong đời sống xã hội. Khi xã hội càng phát triển thì nhu cầu của con người ngày càng cao, trong đó nhu cầu về du lịch là thiết yếu. Thứ hai, du lịch không chỉ là hoạt động vui chơi, giải trí mà ngành du lịch còn mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nếu phát triển đúng hướng, ngành du lịch còn thúc đẩy các ngành kinh tế khác như giao thông vận tải, ủng hộ viễn thông, v.v. Thứ ba, hàng năm ngành du lịch tạo ra hàng triệu việc làm cho người lao động, góp phần nâng cao mức sống của người dân, nhất là khu vực nông thôn. Thứ tư, ngành du lịch còn góp phần giảm quá trình đô thị hóa và giúp cân bằng sự phân bố về dân cư. Và thứ năm là ngành du lịch còn góp phần bảo tồn các di sản văn hóa và phát huy các giá trị văn hóa và xây dựng các hoạt động văn hóa có quy mô và chất lượng. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vấn đề thứ hai là tiềm năng phát triển du lịch của tỉnh Hậu Giang. Với tiềm năng phát triển, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 4 nội dung. Thứ nhất là về vị trí địa lý. Thứ hai là về tài nguyên du lịch. Thứ ba là về ẩm thực. Và thứ tư là về con người Hậu Giang. Thứ nhất, về vị trí địa lý. Hậu Giang nằm ở trung tâm đồng bằng sông Cửu Long, tiếp giáp với các tỉnh Cần Thơ, Bạc Liêu, Kiên Giang là các tỉnh có ngành du lịch phát triển. Đây là điều kiện thuận lợi để cho Hậu Giang hình thành điểm du lịch liên vùng. Hậu Giang nằm gần cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, đầu mối giao thông quan trọng của đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Có các tuyến giao thông đường bộ quan trọng như quốc lộ 1A, quốc lộ 61C, quốc lộ Nam Sông Hậu, quốc lộ Quảng Lộ Phụng Hiệp và các tuyến giao thông đường thủy quan trọng như sông Hậu, kênh Sáng Sài Gòn, kênh Quảng Lộ Phụng Hiệp. Nói riêng về huyện Châu Thành A, Châu Thành A có địa hình tiếp giáp với thành phố Cần Thơ, có các tuyến giao thông quan trọng như quốc lộ 1A, quốc lộ 61 và sông Sáng Sài Gòn, đặc biệt là đường nối vị Thanh Cần Thơ và đường tổng cộng 1.000. Với vị trí thuận lợi về giao thông đường bộ và đường thủy, Châu Thành A được xem là cửa ngõ của tỉnh Hậu Giang, nơi hội tụ nhiều thuận lợi để phát triển du lịch. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tiềm năng thứ hai là về tài nguyên du lịch. Tài nguyên du lịch bao gồm du lịch văn hóa và du lịch tự nhiên. Về tài nguyên du lịch văn hóa, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 4 nội dung nhỏ. Thứ nhất là giá trị văn hóa lịch sử. Thứ hai là công trình văn hóa tôn giáo. Thứ ba là văn hóa sông nước. Và thứ tư là làng nghề truyền thống. Thứ nhất, về giá trị văn hóa lịch sử. Hậu Giang là địa phương ghi dấu với chất cốt lịch sử cách mạng hào hùng của dân tộc Việt Nam qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.
Giang có một số công trình văn hóa tôn giáo có giá trị như quan lễ miếu, tịnh xá Mộc Chương, nhà thờ Mỹ Hưng, chùa Khmer Arayut và chùa Già Lam Cổ Tự, vân vân, có thể khai thác thành các điểm tham quan du lịch để hình thành các sản phẩm du lịch văn hóa kết hợp với tâm linh để đa dạng hóa các sản phẩm du lịch của Hậu Giang. Nổi bật là cụm công trình kiến trúc tôn giáo có quy mô chính là thiền viện Trúc Lâm Hậu Giang. Thuận lợi cho việc tham quan, sinh hoạt tín ngưỡng của những người dân địa phương và khách thập phương khi đến thăm Hậu Giang. Thứ ba là về văn hóa sông nước. Từ lâu, chợ nổi Sa Pa đã rất nổi tiếng và từng được người Pháp gọi là ngôi sao Phụng Hiệp. Nơi đây diễn ra nhiều hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa rất sầm uất. Và đây cũng là nơi hậu tổ của Bạch Ngân Sông mang những cái tên vô cùng mộc mạc như Cái Cô, Úng Tài, Mang Cá, Lái Hiếu, Sóc Trăng, Sẻ Giòn, Sẻ Môn. Chợ nổi Ngã Bảy đã từng là một địa điểm du lịch rất nổi tiếng, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến đây tham quan và trải nghiệm. Thứ tư là về làng nghề truyền thống. Hậu Giang đã từng có rất nhiều làng nghề truyền thống nổi tiếng như làm trò vị thủy, làm nghề đóng ghe xuồng, làm nghề đan cần xé, làm nghề đan lục bình. Tuy hiện nay không còn thịnh như trước nữa, nhưng những làng nghề này vẫn sống với những giá trị riêng và tích hợp để kết hợp vào các chương trình du lịch để giới thiệu cho khách đơn xa. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tài nguyên du lịch thứ hai là tài nguyên du lịch về tự nhiên. Thứ nhất là tài nguyên sinh thái sông nước. Hậu Giang là địa phương có hệ thống sông ngòi kênh rạch chằng chịt. Nổi bật là kênh xén Sà No, là công trình đầu tiên của Nam Kỳ về đường thủy. Với cảnh quan sinh thái ven kênh kết hợp với phát triển du lịch sông nước, còn kênh đã tạo nên cảnh quan đặc sắc cho mảnh đất Hậu Giang. Thứ hai là cảnh quan sinh thái gắn với khu bảo tồn thiên nhiên Lùng Ngọc Hoàng, rộng trên 2.800 ha, thuộc địa phận đất ngập nước. Khu bảo tồn thiên nhiên Lùng Ngọc Hoàng được xem là bảo vật xanh của tỉnh. Giá trị độc đáo của khu bảo tồn thiên nhiên Lùng Ngọc Hoàng là cảnh quan sinh thái khá vẻ nguyên với các đầm lầy, các lung bào và khu rừng tràm xanh mướt. Giá trị đa dạng sinh học cao, là nơi bảo tồn các loài sinh vật bản địa và các loài động vật quý hiếm. Thứ ba là cảnh quan sinh thái nông nghiệp. Với khí hậu ôn hòa và gió bão tạo điều kiện thuận lợi cho những vườn cây trái phát triển xum xuê trữ quả, cam sành, bưởi nam rơi, sớm, quýt, cam, vân vân. Rộng lớn, bao la, tạo nên không gian xanh, yên bình, thích hợp để phát triển du lịch sinh thái nông nghiệp và du lịch biển vườn. Kính thưa các đồng chí, ngoài các địa điểm du lịch đã kể trên, thì là du lịch cộng đồng tổng thống cầu út tại xã Hòa Tiến, thành phố Vĩnh Thanh, khu du lịch trang trại sửa dây vườn đào tại xã Tân Hoa và khu trải nghiệm biển đẹp xã Tân Hoa, huyện Châu Thành A đang trong thời gian hoàn thiện. Thời gian tới, khu trải nghiệm biển đẹp xã Trường Hồng Tây, huyện sẽ trở thành điểm sáng cho du lịch của tỉnh Hậu Giang nói chung và Châu Thành A nói riêng khi đã hoàn thiện về cơ sở vật chất để tiếp đón khách du lịch. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tiềm năng thứ ba là về ẩm thực. Ẩm thực là một trong những điều kiện tuyệt quyết để dừng chân du khách. Đến với Hậu Giang, du khách sẽ được thưởng thức các đặc sản nông nghiệp như bưởi năm roi, khóm cầu đúc, đậu dọi, cam sành Cả Bảy, bích đường Long Trị và các món ăn nổi tiếng như cháo lòng cá tắc, cá khát lá Hậu Giang, vân vân. Đây là những đặc sản mang bản nét đặc trưng của Hậu Giang, góp phần làm phong phú thêm các đặc sản của Hậu Giang. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tiềm năng thứ tư là về con người Hậu Giang. Để phát triển ngành du lịch, bên cạnh việc phát triển cơ sở hạ tầng, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng dịch vụ, thì yếu tố con người đóng vai trò vô cùng quan trọng. Nhân tố con người ở đây không chỉ là việc đã đào tạo đội ngũ cán bộ có chuyên môn, nghiệp vụ mà còn là những đức tính chân thành, mộc mạc, giản dị, mến khách của những người dân địa phương. Đến với Hậu Giang, nơi vẫn những con người khoác lên mình vẻ đẹp bình dị và luôn nở nụ cười thân thiện để tiếp đón bạn bè gần xa. Kính thưa các đồng chí, kết quả trong những năm qua, từ khi thành lập tỉnh năm 2004, du lịch Hậu Giang đã bắt đầu khởi sắc. Lượng khách du lịch đến với Hậu Giang có mức tăng trưởng ổn định qua các năm. Năm 2020.
du lịch đến với Hậu Giang là gần 500.000 lượt và doanh thu trên 200 tỷ đồng. Sản phẩm du lịch bắt đầu được quan tâm đầu tư xây dựng và các địa điểm du lịch đặc sắc được đưa vào khai thác như khu bảo tồn thiên nhiên Lương Văn Quan và công viên giải trí trường đại học Võ Trường Tỏ. Đặc biệt là ý thức của người dân về phát triển du lịch được nâng lên. Kính thưa các đồng chí, chúng ta có rất nhiều tiềm năng, nhưng tại sao đến nay du lịch chưa phải là thế mạnh của tỉnh? Chúng ta sẽ qua vấn đề thứ ba là khó khăn hạn chế thời gian qua. Thứ nhất, Hậu Giang là tỉnh trẻ, tiềm năng du lịch không nổi trội, không có khu điểm du lịch quốc gia và đô thị du lịch, chưa thu hút được nhà đầu tư chiến lược. So với các địa phương lân cận, Kiên Giang có thế mạnh là Phú Quốc và Hà Tiên, An Giang có núi Sam và đồng trạm Trà Sư, còn Cần Thơ là trung tâm du lịch của đồng bằng sông Cửu Long. Đối với huyện Châu Thành A, chưa xây dựng được sản phẩm du lịch động lực để thúc đẩy sự phát triển du lịch của tỉnh. Cho nên, dù lượng khách du lịch đến với Hậu Giang có tăng nhưng chủ yếu là khách nội địa, thời gian lưu trú thấp, lượng khách quốc tế đến với Hậu Giang còn thấp. Thứ hai, sản phẩm du lịch còn đơn điệu, chưa tạo được nét riêng so với các địa phương khác. Hệ thống các sản phẩm du lịch của Hậu Giang còn đơn điệu, chủ yếu là du lịch sinh thái, du lịch miền vườn, du lịch nông nghiệp và cộng đồng, lịch sử cách mạng, chưa xây dựng được sản phẩm du lịch đặc trưng để thúc đẩy sự phát triển du lịch của tỉnh. Thứ ba, hoạt động xúc tiến du lịch đạt kết quả chưa cao. Phần lớn các địa điểm du lịch trên địa bàn tỉnh là có quy mô nhỏ, cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch chưa đáp ứng được yêu cầu. Hoạt động xúc tiến du lịch trên các trang mạng xã hội, trên trang du lịch Hậu Giang chưa xây dựng được nhiều thứ tiếng khác nhau và trên các trang mạng xã hội còn chưa mạnh mẽ. Cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch còn chưa đồng bộ, chưa xây dựng được nhiều khách sạn, nơi ở đạt chuẩn 3 sao, 4 sao, chủ yếu là nhà nghỉ. Vậy, để phát triển du lịch của tỉnh Hậu Giang nói chung và cho thành phố riêng trong thời gian tới, chúng ta cần làm gì? Chúng ta sẽ qua vấn đề cuối cùng là nhiệm vụ giải pháp thời gian tới. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 6 giải pháp. 1. Là nâng cao nhận thức xã hội và tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động giữa các ngành, các cấp trong phát triển du lịch của địa phương. Nhiệm vụ thứ giải pháp thứ hai là xây dựng cơ chế chính sách thu hút đầu tư du lịch. Xây dựng một số cơ chế chính sách thu hút sách đặc thù của địa phương theo hướng làm miễn giảm thuế hoặc không thu thuế đối với các lĩnh vực kinh doanh du lịch có trách nhiệm trong bảo tồn sinh thái cộng đồng và tăng cường thu hút đầu tư xã hội hóa, xây dựng cơ sở hạ tầng như giao thông, thủy lợi và tăng cường thu hút những nhà đầu tư chiến lược có kinh nghiệm, có năng lực và có tài chính để phát triển du lịch của địa phương. Giải pháp thứ ba là tận dụng tiềm năng phát triển thị trường và sản phẩm du lịch, khai thác và phát huy hiệu quả các mô hình du lịch như sinh thái, nông nghiệp, cộng đồng, xây dựng sản phẩm du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh với tiêu chí mỗi xã là một sản phẩm ô cốp để tạo ra thật nhiều sản phẩm du lịch đặc trưng, phát huy giá trị các làng nghề truyền thống, khuyến khích phát triển văn hóa ẩm thực để xây dựng ra nhiều sản phẩm đặc trưng của Hậu Giang. Thứ tư là xây dựng kế hoạch liên kết và kết nối hình thành các tour tuyến để mạnh công tác tuyên truyền quảng bá và xúc tiến du lịch, hình thành các tuyến du lịch nội tỉnh, liên tỉnh và tăng cường các chương trình hợp tác giữa các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh trong phát triển du lịch, tích cực quảng bá hình ảnh đất và người Hậu Giang trên các phương tiện truyền thông, hội thảo, hội chợ và trên các trang mạng xã hội, lập trang du lịch Hậu Giang bằng nhiều thứ tiếng khác nhau và lập các trang mạng cộng đồng như Facebook, Fanpage, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube hoặc là trên Google để mà tăng sự quan tâm của công chúng. Thứ
tạo nguồn nhân lực chất lượng để đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch của tỉnh trong giai đoạn mới. Thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng, nghiệp vụ thuyết minh viên, hướng dẫn viên cho đội ngũ nhân viên làm việc tại các cơ sở kinh doanh du lịch. Thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng để nâng cao nhận thức cũng như kiến thức và cách làm du lịch cho những người dân tại các khu điểm du lịch. Tích cực phổ biến phương châm mọi cán bộ công chức viên chức là một hướng dẫn viên du lịch tích cực. Thường xuyên mở các lớp đào tạo ngoại ngữ cho đội ngũ nhân viên làm du lịch, nhất là thuyết minh viên và hướng dẫn viên để thuận tiện cho việc tiếp đón khách du lịch nước ngoài. Và nhiệm vụ thứ sáu là xây dựng vùng dịch vụ du lịch trọng điểm, nguồn vốn đầu tư và xây dựng dịch vụ du lịch trọng điểm, xác định các vùng điểm để định hướng đưa du lịch vào quy hoạch chung của tỉnh, tập trung cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật vốn có để định hướng phát triển các trung tâm thương mại trong tương lai tại thành phố Vị Thanh và thành phố Ngã Bảy trở thành các trung tâm dịch vụ cung cấp các dịch vụ đầu mối về du lịch của tỉnh và đẩy mạnh tăng cường thu hút đầu tư để phát triển khu bảo tồn thiên nhiên Lung Phong Quang năm trường mùa xuân để trở thành cái trung tâm du lịch của tỉnh. Kính thưa các đồng chí, phát huy tối đa tiềm năng và thế mạnh để phát triển du lịch của tỉnh với sự đầu tư lớn để đưa Hậu Giang trở thành một điểm đến hấp dẫn của đồng bằng sông Cửu Long, Nam Bộ và nước. Đó là một nhiệm vụ đầy khó khăn, thách thức. Nhưng khó khăn không phải là thứ để làm chùn bước chân của chúng ta, nó là bài kiểm tra tinh thần chất nặng và ý chí vươn lên của những con người có bản lĩnh và giàu trí tuệ, làm cho kết quả đạt được trở nên tốt đẹp hơn, ý nghĩa sâu sắc hơn. Kính thưa các đồng chí, với sự lãnh đạo chỉ đạo điều hành năng động của ban chấp hành đảng bộ tỉnh khóa 14, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp các ngành, sự đồng thuận của quần chúng nhân dân, tôi tin tưởng rằng tiềm năng du lịch của tỉnh sẽ được đánh thức và sẽ là động lực mới không chỉ phát triển ngành mà còn góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân, bảo vệ môi trường sinh thái, xóa vùng trũng du lịch, tạo vị thế mới cho Hậu Giang trên bản đồ du lịch của cả nước, làm cho Hậu Giang trở thành một điểm đến hấp dẫn chứ không đơn thuần là điểm dừng chân trên tuyến đường du lịch như thời gian qua. Từ đó sẽ góp phần làm cho nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh khóa 14, nghị quyết số 09 ngày 10 tháng 6 năm 2014 của tỉnh ủy và nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ huyện Châu Thành A lần thứ 12 về phát triển du lịch trở thành hiện thực. Phần thi thuyết trình của tôi đến đây là kết thúc. Cuối lời xin kính chúc ban tổ chức và giám khảo cùng các đồng chí mạnh khỏe, chúc hội thi thành công tốt đẹp và trân trọng kính chào. Xin được chúc mừng thí sinh Nguyễn Ngọc Trinh vừa xuất sắc hoàn thành xong phần thi thuyết trình của mình. Bây giờ xin mời thí sinh Thầy Lâm nghe câu hỏi từ ban giám khảo. Xin mời ban giám khảo. Trong phần dự thi của thí sinh có đề cập nội dung sản phẩm du lịch của tỉnh còn đơn điệu, chưa tạo được thế riêng, chưa theo kịp các địa phương trong vùng. Vậy theo thí sinh tỉnh cần làm gì để ngành du lịch tỉnh nhà phát triển đồng hành cùng các địa phương này? Xin có. Dạ, em xin cảm ơn câu hỏi của ban giám khảo. Em xin trả lời câu hỏi là trên cơ sở tiềm năng và thế mạnh của tỉnh thì tỉnh ủy đã ban hành nghị quyết số 9 và Ủy ban nhân dân đã xây dựng đề án để phát triển du lịch của tỉnh. Qua đó chúng ta có thể thấy là Hậu Giang có rất nhiều tiềm năng và thế mạnh, nhưng song song đó thì Hậu Giang cũng tồn tại rất là nhiều hạn chế, trong đó có cái hạn chế là sản phẩm du lịch còn đơn điệu và hoạt động xúc tiến du lịch chưa cao nên không còn hạn chế so với các địa phương khác. Nhưng mà qua cái báo cáo đề án kết quả thực hiện đề án phát triển du lịch Hậu Giang đến năm 2020 của ban chỉ đạo phát triển du lịch vào năm 2020 thì qua đó chúng ta có thể thấy là Hậu Giang đã và đang xây dựng những cái giải pháp để mà khắc phục những cái hạn chế đó. Thì qua cái báo cáo đó chúng ta có thể nhận thấy là Hậu Giang đã tích
cực quảng bá hình ảnh đất và người Hậu Giang và các sản phẩm du lịch của Hậu Giang trên các trang mạng truyền thông và tham gia các hội thảo, hội chợ và tham gia các tuần lễ văn hóa, thể thao, văn hóa du lịch của quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và tại các tỉnh bạn cũng như là đồng bằng sông Cửu Long. Và định kỳ hàng năm thì Hậu Giang tổ chức tuần lễ văn hóa, thể thao và du lịch kết hợp với giải marathon quốc tế để mà giới thiệu du lịch đến với bạn bè khách du lịch trong nước và quốc tế để biết về Hậu Giang nhiều hơn. Và bên cạnh đó là thông qua các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh cũng như là các sự kiện chính trị của đất nước mà chúng ta có thể trưng bày các sản phẩm của Hậu Giang để giới thiệu với mọi người. Và thông qua các lễ hội giống như là lễ hội bánh dân gian tổ chức tại các tỉnh bạn, chúng ta có thể trưng bày các sản phẩm đặc trưng của Hậu Giang. Và em nhớ em có đọc một cái bài là Hậu Giang có xây dựng một cái gian hàng sản phẩm ô cốp tại thành phố Hồ Chí Minh và xây dựng cái gian hàng ô cốp ở các tỉnh bạn. Và thứ hai là cái đề án phát triển du lịch Hậu Giang đến năm 2020 là đã xây dựng cái hình ảnh biểu tượng trưng của Hậu Giang là cái biểu tượng cái thơm là đầu đội dương miện và thân hình gai ốc là bên trong rất là ngọt ngào. Và cái hình ảnh logo du lịch của Hậu Giang là biểu tượng của bảy chiếc thuyền, bảy chiếc xuồng và tượng trưng như là bảy cái bông hoa để mà giúp. Qua đó thì Hậu Giang đã phối hợp với là tổng công ty truyền thông FPT cái gì đó là đăng các bài quảng bá du lịch của Hậu Giang trên các trang là vn.express.vn về quảng bá du lịch Hậu Giang và phối hợp với là công ty trách nhiệm hữu hạn Tây Mưu Chính của thuộc tổng công ty Bưu điện Việt Nam là xây dựng in ấn các phong bì và bao tiêu, là trong đó có một cái câu slogan rất là đặc trưng của Hậu Giang là trải nghiệm văn hóa, khám phá du lịch, khám phá thiên nhiên. Bên cạnh đó là có thể là in ấn trên các bao bì nhãn mát để mà giới thiệu với mọi người về Hậu Giang. Bên cạnh đó thì Hậu Giang đã xây dựng cái website du lịch của Hậu Giang là Giang. Nhưng mà trong thời gian tới thì em mong muốn Hậu Giang cái trang web đó phải xây dựng bằng nhiều thứ tiếng khác nhau để mà du lịch nhiều đất nước có thể mà thông qua cái trang đó có thể truy cập vào. Và cái trang web đó thường xuyên thay đổi các giao diện cũng như là nội dung phong phú hơn, có thể liên kết với thật là nhiều tiện ích để mà cho khách du lịch thuận tiện. Và bên cạnh đó thì có thể thông qua các trang mạng cộng đồng và thời nay thì đang phát triển về TikTok, YouTube hoặc là Facebook, fanpage, Twitter hay là Instagram. Thì tại vì giới trẻ của tụi em là trong cái đợt dịch này là thường xuyên trên cặp mạng 4.0 nên là tụi em thường là tranh thủ là xem những địa điểm du lịch nào nổi tiếng để mà qua dịch thì có thể đi. Và qua đó thì chúng ta mỗi một huyện thị thành phải đánh giá đúng cái tiềm năng, đúng cái lợi thế của cái địa phương mình, qua đó thì có thể phát triển để đưa ra những cái giải pháp phát triển du lịch và xây dựng sản phẩm du lịch phù hợp với cái địa phương. Ví dụ như là Vị Thủy thì có hệ thống Vị Thủy, trong Thành An thì có là du lịch homestay và sân khấu Hà Nội thì có thể xây dựng các điểm dừng chân, cũng như là Phụng Hiệp thì có bảo tồn thiên nhiên Ngọc Hoàng và Vị Thủy và tất cả là xây dựng các giải pháp phù hợp với tình hình và truyền thông của địa phương. Dạ, em xin hết. Xin hết.